có lý do vì đường xá xe xôi xe pháo đi lại thì không đảm bảo sức khỏe, thế nên tôi cũng là xin phép vắng mặt hôm nay là như vậy. Vâng. Tìm hiểu. Bởi vậy trong quá trình các cháu đã tìm hiểu thì các cháu đã thấy rằng trong cuộc sống là các cháu có nhiều những cái tình cảm và cuộc sống nhiều những cái điều phù hợp. Bởi vậy các cháu quyết định để xin phép đối với bố mẹ cũng như đối với gia đình để dẫn đến cái việc tiến hành xây dựng hôn nhân cho hai cháu. Bởi vậy giữa đôi bên bố mẹ của hai cháu được, có nghĩa là các cháu về báo cáo thì bởi vậy là các đôi bên bố mẹ của hai cháu đã xét thấy điều kiện hoàn cảnh. Thứ nhất là các cháu đã đủ tuổi thành niên. Cái thứ hai là trai chưa vợ và gái chưa chồng. Quy luật con người phát triển già dài mong mọc. Bởi vậy rằng giữa hai bên bố mẹ cũng như hai bên gia đình là sẽ gặp nhau bàn và thống nhất ngày giờ cũng như là ngày hôm nay để xây dựng hạnh phúc cho năm cho hai cháu. Bởi vậy là trong cái bước đường quá trình vậy, được sự nhất trí của đôi bên bố mẹ, được sự thống nhất của hai bên gia đình, cho nên hôm nay là ngoài ông bà Huy sinh ra cho ông Hiếu có sửa lễ nghi theo như tập tục quê hương cũng như phong tục gia đình là chuyển về trong gia đình ông bà Thuận sinh ra cho Nga, để trước hết là để có nghĩa là cho ông bà Thuận thắp hương cháu bé tổ tiên, và sau nữa là để giữ hai gia đình bằng về công việc xây dựng trong mong dân hai cháu được thành công tốt đẹp. Bởi vậy ý kiến của tôi đây là tạm thương xin phép đại diện cho gia đình với ý kiến. Mở hết ra.